school in my heart. Giấc mơ mình nhà là La School be your friend. Ah ah, là La mang bao giấc mơ. Ta cùng tay nắm tay trên con đường đi. La La School in my heart. Sống trong âm nhạc. La La School be your dream. Ah ah, là La mang bao khát khao. Thắp sáng lên đam mê từ trong con tim. Ủa? Sao tự nhiên hôm nay hẹn tụi tôi ra làm gì vậy? Mọi người hãy vào đây hết đi. Hôm nay Mon xin trân trọng mời tất cả các bạn đã đến đây để nghe tôi nói một điều rất quan trọng. Làm ghê quá à. Ủa điều gì vậy anh? Ban tổ chức đã bảo chúng ta đó chính là hãy nhìn khác đi về Underground và cho tất cả mọi người đến gần với Underground hơn. Và chủ đề của chúng ta chỉ có một từ duy nhất thôi. Trời đất ơi, nói ra nhanh luôn đi, ông bất cái tật mà người ta ngồi họp đi trời. Tôi chứ. Và chủ đề của ban tổ chức đưa chúng ta đó chính là beautiful. Chính là chủ đề của chúng ta. Beautiful. Ủa mà đây là chủ đề của vòng loại hay cả cuộc thi? Chủ đề của vòng loại. À, cái chủ đề này rộng lắm mà nha. Thực ra cũng chả rộng lắm. Hay Linh nghĩ là beautiful có nghĩa là cái đẹp, đúng. Thế nên là chắc là chủ đề của chúng mình phải có cái gì đấy liên quan đến cái đẹp, đúng không? Có lý, đơn giản ấy. Chỉ là nhảy đẹp thôi. Sai. Em nghĩ là nó phải là cái gì mà nó xa hơn, nó rộng. Sắc đẹp là điều đầu tiên người ta nghĩ đến thì nhắc đến beautiful. Mà đó là nghĩa đen thôi à. Chủ đề của bạn thì chắc không có đơn giản gì đâu. Hayley đồng tình với cả Gina em á. Hayley nghĩ là sắc đẹp ở đây không phải là cái mà chúng mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Mà như nãy em nói phải không, có phải là ban tổ chức muốn thay đổi cái nhìn của chúng ta về Underground? Đúng. Thì như Underground mọi người nghĩ là cái gì đấy nó quá, nó không đẹp. Thì chắc là ban tổ chức muốn nhắm tới chủ đề là Underground is beautiful. Bạn của tôi. Hay lắm, nhưng mà tôi cảnh cáo các cậu. Nào nữa? Các cậu biết là tôi là hơi là sốt tiếng Anh tí nên là... Có nghĩa là Underground đẹp không có xấu đó. Vậy là bài thi của chúng ta sắp tới sẽ đặt là Underground is beautiful. Rồi, mọi người hãy cho tôi thấy sự đồng tình của tất cả mọi người đi nào. Yeah. Từ từ. Rồi. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, mọi người nhớ tập trung vào bài nha. Nhớ là chết cái tôi đấy. Ê Nam ơi. Hả? Mệt quá. Đói nữa. Hay là... đi ăn. Bây giờ á? Bây giờ ấy còn lúc nào nữa, đói gần chết rồi. Thôi, để bữa khác đi. Bữa nay tôi có hẹn rồi. Hẹn với ai? Hả? Ngoài tôi ra thì ông muốn hẹn với ai được nữa? Nói chung là việc đột xuất. Đột xuất thì một ngất ngứ đấy hả? Ai? Ai đi với ai? Thì... đi với người yêu tôi. Ai à? Người yêu? Tự nghi đúng không? Tự nhiên sao phải hỏi như thế nhở? Tôi đi với ai kệ tôi. Biết từ lâu rồi. Từ khi nào? Mới rồi. Thôi. Nói chung tối nay tôi bận rồi. Thôi được rồi. Hôm nay thì tôi cũng tốt bụng hơn và làm ơn làm phước cho ông. Ok. Chào ông về lại với người yêu của ông. Tôi đi một mình. Ok. Nhật Nam. Tôi có chuyện riêng muốn nói với ông. Còn tôi? Ông đi ra ngoài trước đi. Thế dạ, ra đây nhá, không nghe đâu, yên tâm ha. Đi xuống dưới lấy xe trước đi. Ông có chuyện gì nói đi. Tôi muốn hỏi ông, ông có thật lòng yêu Tuệ Nghi hay không? Tại sao ông lại hỏi như vậy? Tôi muốn Tuệ Nghi đến với một người thật lòng yêu thương cô ấy, có thể ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Ông yên tâm, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Tuệ Nghi. Ông nói được thì phải làm được.
nếu một ngày nào đó ông làm cho Tuệ Nghi khóc thì đừng có trách tôi. Chúc hai người hạnh phúc. Mấy người này kỳ thiệt luôn á. Lâu lâu hẹn cà phê họp có một bữa mà mỗi người mỗi lý do, không ai đến hết trơn hết trọi á. Mà Trương Kiệt cứ báo với em nói là ảnh bận đi thăm ông nội rồi, cho nên mình tính Trương Kiệt là có lý do hợp lý nha anh. Trương Kiệt em nặng vậy. Ủa mà Ly Kiêu đâu ta? Chắc đi dậy rồi. Sao nhìn anh chán đời quá vậy? Lại là chuyện của Ly Kiêu hả? Thì còn chuyện gì nữa? Thì thật ra hôm bữa em có nói chuyện với Ly, và em cũng đã có giải thích với Ly luôn rồi. Nhưng mà anh cũng phải thông cảm. Dù sao Ly cũng là con gái, nhìn thấy cảnh tượng đó ai mà không ghen hả anh? Thực ra anh với Yuri không còn gì cả đâu, là chuyện cũ đã qua lâu rồi. Giờ anh chỉ coi Yuri là bạn thôi. Nhưng mà ta đi. Có, à đúng vậy. Cho anh chai... Bia và nước nè. Không, cho anh chai bia. Ghê vậy, bữa nay đổi món luôn ta. Anh uống bia luôn hả? Ừ, hôm nay anh muốn uống. Tại sao? Tâm trạng không tốt. Thế thôi. Tâm trạng không tốt là uống bia, còn tâm trạng tốt có được uống không anh? Được chứ, tại sao không? Thôi nhưng mà em không uống đâu. Em mà uống nhiều vô lỡ em xỉn là em quậy lắm á. Mà em xỉn nhiều quá là em quậy banh cái quán của bạn luôn á. Ai đòi quậy quán tôi? Mày nữa hả? Ông hả? Cái gì đòi quậy quán tôi? Ai à. Em sao tự nhiên em đòi quậy quán anh? Thì em chỉ nói là em sẽ quậy thôi chứ em chưa có quậy quán anh mà. Mày, ông không được phép quậy ở đây. Nhưng mà em thì thoải mái. Đi đi, lấy thêm gì cho chị quậy tưng bừng em. Seven, sao đây? Buồn gì đây? Giờ này còn hỏi nữa. Đùa thôi, bạn thân mà, chuyện ông tôi biết hết. Ly Kiêu không? Để tôi nói ông nghe. Con gái á, nó càng ghen, nó càng yêu. Ông phải làm sao cho nó ghen. Đến khi mà nó hết yêu nó bỏ ông luôn. Và ông yên tâm, cái gì của ông là của ông. Ví dụ như cái áo của ông là cái áo của ông. Cái quần của tôi là cái quần của tôi. Chai bia của quán là của quán, phải tính tiền nha. Ông hiểu ý tôi không? Cho nên là cứ yên tâm, không có gì phải buồn cả. Còn bia không em? Hết rồi. Sao cái quán đã ế rồi còn hết bia, hết nước là sao? Quán cà phê anh ơi, không quá phấn mắng dặn. Còn tôm mà tôi quên mất. Đây là quán hết bia đúng không? Ngoài kia có, tôi với ông ra ngoài đi. Em đi chung ra ngoài luôn. Thôi, em không thích hợp với trò đó đâu. Thế băng đi ra ngoài cùng tụi anh luôn, vui. Dạ thôi, em ngại ra mấy chỗ đó lắm, mấy anh đi đi. Thôi tôi với ông nhỉ. Ok. Cầm chai bia đi. Ê, chị em đi chứ. Mày ở nhà, coi nhà, khách còn đông lắm. Chán người. Hơn là còn một chai cuối cùng. Ông ơi. Ông biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì con? Là ngày bình thường, cho nên con sẽ đút cháo ông ăn bình thường như mọi ngày. Đến đây rồi, con đút cháo cho ông nội ăn nha. Yeah.
Hôm nay đặc biệt con có nấu món cháo mới cho ông ăn nè. Ông ăn thử coi đây là cháo gì nha. Ông biết ăn hành phi không? Được. Con cũng biết ăn hành phi. Ngon không? Ngon thiệt. Ngon thiệt không? Ngon thiệt. Ông này cứ khen con hoài làm con ngại quá à. Ông biết không, con kể ông nghe một câu chuyện nha. Con đó là đứa con gái rất là hậu đậu. Cái hôm nay con tài lanh tài lẹt, con vô con nấu cháo cho ông ăn nè. Cái con lộn là hủ muối là hủ đường. Con bỏ đường như quá trời đúng không? Cái con ăn con ngọt ngay à. Đây con tưởng cháo chè không á. Vậy mà ông vẫn khen ngon được. Ông đúng là xạo thiệt. Nhỏ này, con xin lỗi ông, con hơi bị lố quá. Mình ăn cháo tiếp nhau. Ngon không? Ngon. Ông già rồi cũng phân biệt được cái nào ngon, cái nào dở. Nhưng mà miễn tấm lòng thôi con. Ông này, tôi thấy ông đâu có già đâu. Ông còn trẻ quá trời luôn á. Để con chụp hình với ông một tấm nha. Đây. Đó, ông thấy không? Ồ, đẹp quá. Nhìn ông còn trẻ hơn con nữa. Bây giờ quay phim với lại Khiết Băng không thèm quay với con nữa rồi. Có Khiết Băng chăm sóc cho ông, chắc ông không cần đứa cháu cha này nữa đúng không? Con à, cháu của Khiết Băng á, nó nấu ngon hơn cháu của con. Anh này kỳ quá. Thật ra thì em cũng mới tập nấu cháo cho ông ăn, cho ông cảm thấy ông vui hơn, chọc cho ông cười nhiều hơn. Chứ sao anh lại ganh tị với em? Anh đâu có ganh tị với em đâu. Em biết không, bình thường anh đút cháo cho ông ăn á, anh năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, ông cũng không ăn hết. Còn mỗi lần em đút á, em không cần phải nói gì hết á, mà ông vẫn ăn hết, còn tấm tắc khen ngon nữa. Ông đúng là càng ngày càng thiên vị rồi đó. Vậy thì cũng phải coi lại cháu mình nấu như thế nào ông mới không ăn được chứ. Đúng không ông? Con nấu cháu ngon mà đúng không? Đúng. Vậy thì bây giờ con sẽ cho anh Kiệt nghỉ phẻ luôn, không nấu cháu cho ông ăn nữa. Con sẽ là người đích thân thường xuyên nấu cháu cho ông ăn. Thiết nghĩ bây giờ anh nên đi đâu đó nha. Thôi khỏi cần, ngày sau giờ em cũng có gì em đi rồi. Ông ơi, con có công việc phải đi rồi, con sẽ gặp lại ông sau nha. Ông về nghỉ ngơi sớm đi nha. Khiết Băng nè, hay là em đợi anh tí đi, anh đưa ông vô phòng nghỉ rồi anh đưa em về. Vậy đợi anh tí nha. Ông ơi, bây giờ con đưa ông vô phòng nghỉ nha. Let's go in my heart, set my mind, let us go be your friend.